ngày 2 tháng 8, Công an quận Bình Tân lập hồ sơ điều tra vụ cháy nhà trọ trên đường Tân Hòa Đông. Trước đó, hơn 21 giờ ngày 1 tháng 8, người dân phát hiện khói bốc lên từ trong khu nhà trọ cao 5 tầng trong hẻm 273 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, nên hô hoán. Khu vực xảy ra cháy là phòng trọ nằm ở mặt tiền tầng trệt, cạnh lối ra vào khu trọ cao tầng. Nhiều người ở các phòng tầng trên đã di chuyển ra phía sau, trèo cầu thang sắt thoát hiểm của khu trọ, leo qua mái tôn nhà dân bên cạnh để xuống đất. Người dân huy động nhiều bình chữa cháy phối hợp bảo vệ khu trọ, lực lượng chữa cháy địa phương phá cửa phòng trọ, xông vào dập lửa sau đó. Theo những người tham gia chữa cháy, phòng trọ đóng cửa, bên trong không có người. Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong phòng trọ bị thiêu rụi. Trưa ngày 2 tháng 8, người thuê phòng trọ này đã mướn nhân công tới thu dọn vật dụng, tài sản đưa ra ngoài.